ghê vậy? Anh không tự răng này. Sao mày quăng xuống dưới đất vậy? Ủa em quên, để lại cho anh à. Mày làm gì mày ôm tao vậy? Ghê quá. Hê cha, hàm quăng cho dễ. Chết rồi mọi người ơi. Đúng rồi, kệ tao sẽ trừ hại cho dân. Anh không tự được, giết em, đừng giết em. Hai ta mời em, anh mời giết em, thằng này cũng sẽ đi theo em luôn. Vậy ta sẽ phong ấn cơ thể của người lại. Phong ấn nó đi, anh Thấp Tự, phong ấn nó. Ủa anh đang đâu vậy? Slenderman đang phong ấn sức mạnh trong cơ thể đó. Vậy hả? Bây giờ Slenderman đang ở trong cơ thể của ngươi. Ngươi có thể sử dụng được sức mạnh của Slenderman. Cho nên ngươi hãy kiềm chế bản thân. Không là một lúc nào đó sức mạnh sẽ biến thành ác quỷ và ngươi sẽ trở thành ác quỷ. Em nghe rồi. Ủa vậy nó được sức mạnh của em sao? Được rồi, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh của tao. Đây, hàm răng. Mày về mày chà trắng cái hàm răng của tao lại rồi mày xúc ăn đi. Cái miệng mày thúi quá mà. Thì được. Chẳng giấu em mày. Chẳng giấu em mày. Lớp nữ, quan trọng là bây giờ hỏi nó con mập đang ở đâu. Để tao mở phong ấn lại. Slenderman, thằng mập đang ở đâu? Ngươi khai cho tao. Nó đang ở vùng đất chết. Ngươi cứ tệ hết án đang ở đó, anh không đi đến đó một mình được đâu. Được rồi, ta cùng các người sẽ đi giải cứu con mập. Đi nhanh lên. Đây sao nguyên của nó chứ? Dạ, làm sao đây? Đúng rồi, anh Thám Tử, anh Thám Tử cho mình một món đồ rồi. Yêu quái, đây đây, cái này làm gì vậy ta? Anh Thám Tử nói là có cứu ra một mạng thôi, không suy nghĩ nữa, điều thôi. Ê anh Tịch, em có ý này nè. Hai mình gửi video yêu cầu nó thả mập đi. Ừ, ý hay đó, để em quay cho anh chứ. Dính cam xong chưa? Thấy không? Nhìn được không? Ok không? Được cái, được anh. Thằng kia, mày có chịu trả thằng mập lại cho tao không? Mày có tin nhà mày sáng nhất bên này không? Không nha, nó không có nhà anh ơi. Mày có tin tao kêu 114 có dập lửa nha mày không? Có trả anh em tao lại không? Hả? Thôi anh bạo lực quá, để em cho. Anh qua thăm cam đi. Kêu chưa anh? Kính thưa chúa tể hắc ám, kính thưa các bạn quỷ thân mến, mình thay mặt cho gia đình mình xin gửi đến các bạn video này. Các bạn hãy thả thằng mập ra, bởi vì thân hình nó không có nõn nà như mình đâu. What? Và mình tình nguyện nhân cái tấm thân này để thế chấp cho thằng mập. Mong các bạn hãy thả thằng mập đi, nó không thể làm các bạn sướng được đâu, chỉ có mình mới làm các bạn sướng được thôi. Mày đang làm gì vậy? Em đang làm video gửi cho mấy thằng khách nhân. Mày điên hả? Mày không có biết sử dụng internet đâu. Giờ đây mà hai tụi bay còn làm sạn nữa, đi cứu mập lại đi. Thì tôi thấy là đúng chỗ này trên bản đồ nè anh em. Đúng rồi, đây nè. Một dòng sông. Thôi, chúng ta đi lại thôi. Ui, đúng chỗ này rồi đó. Mà không thấy con mập ở đâu ta? Đúng rồi, đi kiếm nó thôi. Hay là mày đứng đây. Thôi về tao, tao đi đái cái. Ui. Tụi bây giờ làm cái gì vậy? Đang đi tìm mập, đẩy ta xuống sông làm gì? Thì em thấy anh Thái đẹp quá, đã xuống. Bây giờ mình bắt buộc phải qua con sông này. Tụi bay có cách nào vào? Bắt cầu á. Hãy Thám Tử, hay Thám Tử cộng tụi em qua đi Thám Tử. Cổng bà nội mày, tao có cách rồi. Đi tụi bay. Tao kêu rồi, đoàn kết được sức mạnh. Đi lội nước. Tại sao thấy lạnh chim quá vậy? Trời ơi, ướt nhẹp luôn. Thám Tử, ra bên kia có đường vòng luôn á. Thám Tử, sao mày không nói sớm? Đi, ướt mẹ có một xịt tao rồi.
tới tháng luôn rồi. Hả? Phải dắt cái quần nữa. Má ướt hết rồi. Thì có một kiến nhà đó thám tử rồi. Thám tử. Thám tử gì em nói làm gì vậy? Mày chết mẹ tụi mày với tao à? Vô tình tôi bị thằng bạn thân đâm phía sau. Bao năm anh em hôm nay đã không còn. Ủa, đây đâu vậy? Ủa, vậy là cái vật của anh thám tử đưa đưa mình tới đâu vậy? Hả? Cái áo mình đâu? What the f... Mình áo này luôn á. Thôi cài mặt đại đi. Yeah, cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái sầu quyệt của tụi nó. Đúng là cái bộ hồ mạng anh thám tử đưa mình là hai thiệt. Mặt lạ đi. Má tụi bay, mốt con hơn á, coi chừng chết với tao. Ủa, ai phía trước vậy? Thám tử. Ai phía trước vậy? Ủa? Ủa? Không ngờ lại gặp được anh em ở đây. Mừng quá anh em. Thằng gì mà giống người nhái quá vậy? Gì giống mặt? Sao giống mặt vậy? Ồ, ngày trước thằng Selim là mày dạ dạng. Tao nghĩ lần này sẽ có một con sát nhân nào đó dạ dạng nữa đó. Nhái? Nhái dạ dạng hả? Không, tao nghĩ con cốc ghẻ nào á. Không lẽ là sát nhân người nhái? Thôi được rồi, tao phải kiểm chứng mới được. Dưới nó kiểm tra nó một trận, hiểu chưa? Dạ hiểu rồi, thám tử. Vô. Này nước không à, cho ông tự chơi mình đi. Cho ông tự đi, tự chơi luôn. Mình về. Đi. Cái gì? Anh biết đây là đâu không? Đâu? Đây là hồ bơi. Các anh phải đi thay đồ xong mới được vô bơi. Có nè, chết chà không có hồ bơi. Thôi, đi vô đi. Đi thay đồ. Sao thấy cái thằng nãy trông quen cái vậy? Quen quá, cũng như là mập. Thôi, cứ vô thay không thay đứng. Xíu nó bị tôi nói phát hiện à. Hả? Ừ? Cái này cái gì đây? What? Chỗ này chỗ gì vậy tụi bay? Sao nhiều phòng quá vậy? Chỗ đại không biết. Đưa, 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 thằng hay đi. Ủa, thầy cho không được, hay thám tử. Vô đây là gì? Hay đi. Đi, cho vô với. Đi, 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 đi. Nãy giờ xối nước. Bí kìa. Bí mà quốc đó. Nó rồi. Ôi tao trên bờ. Tao đi thôi. Nghĩ ra đó tử. Ê cha liền. Bớt bớt bớt. Bắt nó. Hay là mình lên bờ mình bắt nó đi. Chẹo lên đây mình bắt nó. Mày lên đi. Đi đi thám tử, thám tử. Đi xuống đi thám tử. Nó đâu? Nó kia, nó kia, nó kia, nó kia, thám tử. Xuống, xuống. Nó nghĩ chị nó thuốc độc. Thuốc độc quá hả? Sao sao thuốc đó? Được rồi. Thuốc đó đi. Để tao phù phép cái nước này thành thuốc độc. Nước ngứa ngáy. Tiếp tiếp. Hai mẹ làm gì ta? Thôi xô nó xuống mẹ đi. Quá ngứa quá. Ngứa quá thám tử rồi. Uống ngụm nước. Quỷ mập nãy giờ nó trốn đâu rồi? Ở đây nhiều phòng á, tao biết nó ở trong phòng nào không vậy? Ừ. Thử nhiều quá vậy? Tụi bay kiểm tra đi. Vô kiểm tra đi. Vô. Có người đang tắm. Em đang sống. Không nghĩ. Có chân quần nè. Biết đâu thấy con mập. Không thấy con mập đâu. Người ta đang tắm. Thằng mập nhiều lắm. Anh nó tự có kết thúc mà. Không xài. Đúng rồi. Ừ ha. Để tao hô biển nó này rồi.
Bỏ nó về nè. Quân lên. Rồi nó về nhà kiểm tra lại. Dạ bên. Đánh chú đã chứ anh thấy ử. Đúng rồi, đánh thử thôi cơ. Không thử thử thử. Quýnh gì, quýnh về lại vậy. Tao quýnh nè. Báo mày nè quý thầy. Trời cặp chân. Tại sao nó giống như con nghe vậy? Má này cũng quá. Ăn cái gì cũng là nặng như thế này. Được rồi, tụi bay để nó ở đây đi. Đi vô hồ bơi làm chi, cho người ta chửi thấy mẹ à. Trước tiên để biết nó có phải mập mon không thì tụi bay phải vô kiểm tra. Nó có một cái nút ruồi ngay sau lưng á. Kiểm tra đi. Ủa, thằng ông nội nào chùm cái gói cho nó ngọt thở chết vậy? Làm sao biết được? Không sợ, chùm lên cho nó ngọt cho nó tỉnh lại. Rồi, lục đồ đó thôi. Lục đi chỗ này nè. Ủa, gì vậy? Mày tỉnh hả? À. Rồi, cho nó ngủ tiếp đi, làm việc. Rồi, anh em. Rồi, lục ra. Lấy à? Cái gì vậy? Không biết đâu cái này. Đừng có đây nữa vậy. Nghi là ở dưới đó nó không có đồ ăn nên nó phải đem theo này. Thôi coi thử cái khác thôi. Ham ăn quá. Để móc được rồi. Lấy ra, lấy ra. Ôi. Cái gì vậy? Cái gì đây? Sao có bàn chải này? Ở dưới tụi nó coi lắm. Cái này mày mới trà đăng tụi nó mới nói chuyện được. Trời đất ơi. Cái bàn chải này là để đánh đăng nè. Không sai chỗ rồi, trong đây nè. Cắn vào mạnh thám tử. Có thể ước đồ rồi. Thế tức có nghĩa trong đây còn món đồ khác. Lục ra thử coi. Lấy. Cái gì vậy? Sao có bàn chải này ở đây? Bàn chải giật đồ. Sao có bàn chải giật đồ ở đây? Tụi bay ngu quá. Cái này không phải là bàn chải giật đồ mà cái này là cái điện thoại. Alo. Kim luôn. Dao cạo râu. Đưa đây. Ông mày nhiều đâu nè. Để ông mày cạo. Sao còn nguyên giờ thám tử? Sao kỳ vậy? Còn pin đéo đâu mà mày xài. Có gì vậy? Mày mượn cái bàn quay đi. Chuyện gì? Có chuyện thú vị lắm trong bọn đi. Chuyện thú vị? Là chuyện gì? Em bảo đảm với anh. Bảo đảm chắc cú với anh là sẽ ấn tượng luôn. Tao thấy mày cũng thông minh. Bởi vậy chán mày hối. Tao tin tưởng mày như này. Kê, cái ăn gã của tao kiểu gã hàng Hugo đó. Để em thử cái bàn chải này mới được. Khoan. Cái gì? Chưa kem đánh răng mà. Để đấy kem đánh răng cho. Kiểm răng này tốt quá anh thám tử, chẳng như răng em luôn. Giờ này mà tụi bay còn giỡn nữa, mau kiểm tra mập đi. Nó mà có dấu chấm ngay lưng, đức có nghĩa nó là thằng mập đích thực, nghe lưng. Còn nếu không có thì sao thám tử? Không có thì đó là xác nhận rồi, quất nó chứ sao? Giam nó lại, giỡn lên. Ủa? Ủa, cái gì vậy? Sao có bàn tay đâu này? Thấy. Thì chứa đi. Mày điên hả? Tự nhiên gỡ lên lên anh. Quy cái bàn cờ rồi ngồi đánh luôn vậy hả? Tụi bay bị điên hết rồi. Kiểm tra lại đi. Tự nhiên có bàn cờ ở đây. Vô lý. Ủa sao có hai tờ giấy? Thằng nào gỡ giấy ra làm chó. Mày gỡ đi. Mày gỡ đi. Thôi anh gỡ đi. Mày tụi bay phải gỡ để biết được đằng sau lưng nó có dấu chấm hay không. Sao tụi bay làm ăn gì chán quá vậy? Đúng rồi, gỡ ra được kìa thám tử. Gỡ rồi nè thám tử. Thằng nào vậy? Thám tử sủa câu câu đi. Thằng nào xạo liền ghê. Dán cái giấy cái này luôn đó. Quất đi. Ủa sao nó có hai dấu chấm vậy? Tự biết rồi, ngày xưa em chỉ có một chấm thôi mà mon trong lớn lên được hai chấm. Ủa hai chấm của nó sao kỳ vậy? Hai chấm nó cộng thêm mấy cái gì tỉa tỉa này tỉa ra đây này, chỉ là một cái cây thu cây gì đây mày giải thích cho tao nghe coi. Thì hai chấm xong mới có một đặc kỳ lạ nhưng cũng hợp lý. Vậy là nó là thằng mập rồi. Đúng rồi. Vậy tại sao mày không nói cho sớm để mất công tụ tập với dí cho mày? Nãy giờ ngủ sướng quá mà. Sướng mà nội mày. Anh thám tử hồi chiều làm gì dí với em vậy? Tao mỏi nữa thì mày bị cắt cóc. Tao đâu biết được, lỡ mày là xác nhân sao tao phải dí theo tao kiểm tra chứ bộ. Chị lu bu không? Nhưng mà mày bị bắt cóc, tại sao? Mày thoát ra được? Đó chính là nhờ đồng hồ di chuyển không gian này của anh thám tử tặng cho em, nên cứu em được một mạng. Ừ ha, vậy đây là đích thực là mập rồi. Đúng rồi. Tại bữa, tao mới đưa cho nó cái đồng hồ này để nó cứu sống mạng sống của nó. Nhưng mà còn chuyện ông trời nữa anh thám tử. Chuyện gì? Là khi em lạc vào cái dinh thự của chú tải bóng tối, em nghe được kế hoạch của nó sắp đánh vào nhà anh em tụi mình. Anh thám tử à? Cái gì? Nó sai sát nhân tới tiêu diệt tụi mình hả? Đúng rồi, một sát nhân đi từ bóng tối bước ra giết chúng ta bằng những ảo mộng. Ủa, sao chung lắm vậy? Cái bàn đục này lên tới bự. Cái bàn đục quá trời luôn vậy. Nó sắp tới rồi. Tụi bay, vỡ trận, nhớ lên. Đi đi đi. Dễ không dễ, ma trận. Ma trận, bắt đầu.
Ở đây là đâu vậy ta? Ta đang có một nhiệm vụ cần giải quyết. Tại sao lại ở đây? Phải kiếm đường về nhà mới được. Nghe 120 và 200 chắc là ổn rồi. Ủa sao có anh Hiệp ở đây ta? Ủa làm gì kỳ vậy? Một nhà thiết kế chuyên nghiệp phải thiết kế quần áo đẹp đẽ mới được. Mày đó đây, để tao chỉnh sửa quần áo. Quần áo này không có mốt gì hết. Mày đi theo tao. Ủa sao ông Hiệp chuyển qua làm nghề thiết kế thời trang hồi nào vậy ta? Nó tao thiết kế đồ vậy mới còn thời trang chứ. Áo màu xanh, dép màu xanh, đóng thùng, mang dây nịch, vậy mới lịch sự mới đẹp chứ. Anh ơi, anh thiết kế quần áo sao hay vậy? Giống như có lắp máy lạnh hơn sao vậy đó. Đâu, để tao coi coi. Tao nhớ rồi, hình như tao thiếu hoa văn. Để tao vẽ hoa văn cho mày vậy mới đẹp được. Đúng rồi, bây giờ tao phải vẽ con gà. Tại vì hồi xưa nhà mày nuôi gà, vẽ con gà mẹ mày mới nhận ra nè. Ông Hiệp, hả vậy? Thám tử nè. Mặc đồ nguyên vẹn, xấu xí vậy mà có thám tử. Để tao cắt cho nó đẹp. Ủa, chị ta ở đây làm gì? Thôi vậy tao đi nét tóc cho rồi. Trời ơi, hên quá, cái thằng Quỷ Hiệp này, Quỷ Hiệp quá. Tại sao nó vậy ta? Thôi, tìm đường ra khỏi mới được. Lâu quá rồi mới gặp em. Nhìn em hơi to đó nha. Để anh đo size một áo cho em nha. Giờ này em hơi mập đó nha. Biết ba dòng của em nó sao nữa. Ôi, ba dòng của em sao nó bằng với nhau bữa dưới vậy. Ủa, anh Nguyễn Mập đấy mà. Trời đất, sao nó biến thái như vậy? Rất kinh ngạc. Trời đất ơi, sao lại vậy? Mập, mày không nhớ tao hả? Anh thám tử nè. Tao phải là mập. I am Romeo. Còn đây, đây là nàng thơ, nàng xinh bét. What? Ý lộn, nàng Juliet của ta. Giờ nàng to quá. Ta buồn quá, cứ nhanh ra đi. Vậy là không được rồi, ta đã bị lạc vào ảo mộng rồi. Ta phải triệu hồi thanh gươm, ta xác lập ảo mộng này mới được. Cho gọi thanh gươm thường ngày. Ủa, mày đâu vậy? Sao đưa thanh gươm này cho ta? Em làm shipper. Trời đất ơi, thế giới ảo mộng này thật là chó đẻ. Bỏ ra. Khoan, chưa trả tiền shipper. Ship gì giờ này nữa, tao đi đây. Được rồi, 5.000. Kéo phá quần giùm cái. Phá quần kìa. Chết cha. Tao đi đây. Đây này đó. Dạ, ta đã thoát khỏi cái ảo mộng của Freddy rồi. Hiện tại mấy ông này đang bị lạc vào ảo mộng của Freddy. Được rồi, ta phải lại vào ảo mộng của thằng Mập trước để lôi thằng Mập đó ra. Hỡi thanh gươm huyền bí, hãy ban cho ta sức mạnh lạc vào ảo mộng. Ngươi không thể nào thoát khỏi ảo mộng của ta đâu. Đây đâu đây? Ui, Giang. Wow, sống hết đời tuổi thanh xuân này luôn. Mày lạ ta. Tại đây là đâu số có tiền của Giang? Đó, chị biết người. Ai nói vậy? Hả? Thằng nào vậy? Mày sống? Mày sống gì đây? Tao chờ chỗ chỗ này, chắc nó không thấy đâu. Người chỗ mà người lùi cái mông ra vậy à? Sao kỳ vậy? Sao nó thể hiện được ta? Tao nhớ tao chốn kỹ lắm luôn hả? Ở sau đây nó rộng rãi như thế. Rồi mong mình đúng rồi. Tao phải trốn lại đây. Tao nghĩ tao sẽ trốn sau gốc cây này là an toàn nhất rồi. Tao núp cái cây này thiệt là to. Sao mày thấy tao được?